Xin chào các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đi ăn bún mắm nha. Buổi trưa dân dân phòng thường thường đi ăn cơm hoặc là hủ tiếu, nhưng mà buổi trưa mình lại quán 2020 ở đường Bùi Xuân ăn bún mắm. Rồi có bà chị ở đây bà nấu ngon lắm, bữa nào cũng nhắn tin rủ qua ăn bún mắm. Tiệm ăn 2020 33B Lương Hữu Khánh, quận nhất, có nhiều món ăn lắm đó nha. Vì đến nơi rồi, đi bộ một thời gian dài, cuối cùng cũng tới. Đầy nước chấm đầy, ngon lắm đó nha. Nước mắm rồi bỏ thêm ớt nữa, thơm phức. Việt Nam mình có cái nước mắm là đặc sản. Rau trước khi trụng, lát mình đem em trụng đi cho nó ngon. Ăn lẩu mắm mà thiếu rau là mất luôn cái linh hồn ha. Bởi vậy phải có những cái này nè, cái ngon nè, rau muống nè, rồi rau đắng. Trời ơi, cái tô bún mắm thì ghê. Ghê đâu mà ghê, ngon muốn chết luôn ha. Ở dưới miền Tây á, là bún mắm á, nó ít ít bỏ topping món lắm đó nha. Đây tôm nè, thịt nè, mực nè, rồi chả chả cá dồn vô một trái ớt chà bá lửa luôn. Nói chung là cái chị đây nấu rất là ngon, thơm lắm, tại vì đây là bún mắm Cá Linh mà chị nấu đúng lắm á, đúng hương vị. Chị có cái quán có phong cách rất hay, nó nhìn thấy nó giống như gia đình mà ngày xưa vậy đó. Vô đây rất là tình cảm, kiểu mà mình đứa con xa quê. Anh chị rất là dễ thương đó nha. Quán đó, các bạn lại ăn thử đi, nhìn thấy là hai anh chị chọn một cái phong cách quán đó, cũng vui lắm. Tôm này, con tôm khổng lồ luôn, cá lóc luôn, heo quay đó, có miếng heo quay rồi nè. Ngon quá. Bún đây, sau khi rau nó trụng lên mà cháy chưa sực. Ấy chà chà, cái này mà ai mà đang đói bụng thì nhìn cái này chắc chết quá. Hoặc các bạn nào mà ở nước ngoài á, nhìn cái tô bún mắm này rồi là chết luôn. chứ mình thầy xuống dưới ăn cái nguyên cái lẩu là nó như này này gì còn gì nữa. Mà mùa mưa á, mùa mưa mà lại đây ăn rồi thì trời ơi còn cái gì nữa đâu nữa mà luyến tiếc là cuộc sống, thấy không, ăn xong chết ngắt luôn. Chết thèm á. Đó, thấy không, quá trời luôn. Một tô 45.000 trúng rồi đó. ở giữa trung tâm quận nhất mà Bùi Xuân, khách Tây đi qua dèo 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 vậy mà có cái có không biết quẹo vô đây mới ghê. Đang đất tại trong hẻm mà cây đắng lắm. Phải có thổ địa nha. Các bạn nào ở nước ngoài á, muốn về đây thì vô quán này ăn, rồi có cả các món mà ở dưới quê mình luôn nè. Nước dùng nè. Rồi, chào tạm biết các bạn, đến đây là hết rồi. Buổi trưa mình thế là rất là ổn đó nha, thơm tho sạch sẽ. Ai mà nhớ Sài Gòn thì đi những cái con đường thế này, các bạn sẽ nhìn thấy những cái gọi là kỷ niệm,
được quay về với tuổi thơ của mình đó nha. Nguyễn Xuân đây, hẻm Nguyễn Xuân, đi ra một chút nữa là tới Nguyễn Trãi. Meo 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 meo, bye bye.